Bảy chữ ví như gia tài trời cho, ai cũng có mà không biết hưởng. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu: người có đức là vua, người có tài là nô bộc. Thế mới thấy nhân phẩm quan trọng như thế nào. Ở đời có thể không có học vị, nhưng không thể không có học vấn, và càng không thể không có nhân phẩm. Một con người, bất luận có thông minh đến đâu, có năng lực đến đâu, điều kiện tốt như thế nào, nếu không hiểu được cách làm người, nhân phẩm không tốt, thì sự nghiệp và các mối quan hệ trong xã hội cũng sẽ đổ vỡ. Muốn làm tốt bất cứ việc gì, hãy làm người tốt trước đã. Nhiều người sinh ra trong khó khăn nghèo khổ, thấy những người giàu có từ tấm bé, sung sướng từ trong nôi, thì cảm thấy vô cùng bất mãn. Bản thân sao chẳng có chút gia tài nào? Đó là bạn chưa biết mình đang sở hữu bảy chữ được, ví như là gia tài trời cho, quý hơn cả kim cương châu báu. Vậy bảy chữ đó là gì? Hãy cùng theo dõi nhé. 1. Chữ tàm. Tàm là biết hổ thẹn với chính mình khi làm điều sai trái, biết ăn năn hối cải, coi trọng danh dự bản thân để không bao giờ đi vào đường cũ. Đã là người thì không ai không có sai lầm, nhưng sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ là không biết sai, biết sai nhưng không thay đổi, không cải biến. Tâm không thấy thẹn, lòng không thấy nao khi đứng trước những hành vi vượt quá giới hạn, tức là người không có danh dự và không coi trọng bản thân. Sống trên đời, chính mình còn không trọng, vậy có thể làm được điều gì đúng đắn? Con người ta dẫu ngu xuẩn cực điểm, thì đối với thói hư tật xấu của người khác thì vẫn có thể kể ra rất rõ ràng, mà đối với bản thân thì lại mờ mịt. Người trí tuệ cần lấy tâm trách người để tự trách mình, lấy tâm tha thứ mình để tha thứ cho người khác. Cái khó là khi đối diện với chính mình, ta có tự vấn lương tâm xấu hổ và thẹn thùng với điều chỉ mình biết hay không. Lẽ thường ở đời là khi vụ việc chưa đổ bể thì xem như là con người ta vô cùng trong sáng, chân chính và thánh thiện. Thậm chí tồn tại khá phổ biến quan niệm là những việc làm tội lỗi nhưng qua mặt được pháp luật thì xem như không có tội tình gì. Phải can đảm và trí dũng lắm, người ta mới sống với lương tri, nhận ra những sai trái của chính mình để từ bỏ, dù chưa ai biết hoặc là không hề biết. Đức tính quý báu ấy gọi là tàm. Phải tỉnh thức thật nhiều mới nhận ra và thực hành được điều ấy trong đời sống hàng ngày. Biết xấu hổ với mình trước những tội lỗi là nền tảng đạo đức căn bản của cá nhân và xã hội. Đức Phật đã khẳng định rằng nếu không có hổ thẹn với chính mình và mọi người thì con người chẳng khác nào là cầm thú, thế giới sẽ đi đến hỗn loạn. Chữ thứ hai, quý. Trên phương diện ngữ nghĩa thì tàm và quý đều là hổ thẹn, nhưng tự soi xét, biết hổ thẹn với chính mình khi làm điều sai trái thì là tàm, còn quý là hổ thẹn với người khác. Chỉ vì biết hổ thẹn mà con người là con người. Chỉ có con người mới biết giới hạn của những mối quan hệ nhân luân, tình nghĩa gia đình, chòm xóm, quê hương để suy nghĩ và hành động. Nếu không biết phân biệt,
không còn biết hổ thẹn, sống dâm loạn, bày đàn lừa dối, tàn sát lẫn nhau, thì xã hội sẽ chẳng khác nào như những rừng hoang. Gia đình, tổ chức hay lớn hơn là đất nước đều không có tôn ti giềng mối gì. Người ta cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhiều người phóng sanh chim cá, không dám giết dù là một con chuột, nhưng lại so đo tính toán thiệt hơn với cả cha mẹ, anh chị em. Thiếu trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ già, quyết liệt tranh đoạt chứ không biết nhường nhịn anh chị em. Trong công việc thì dối trá, tham nhũng, xén bớt vật tư, như thế thì cũng là người không biết hổ thẹn. Chữ thứ ba, tín. Tín là lòng tin, tin ở mình, tin ở người và tin ở trời. Tin ở mình có thái độ tích cực và nỗ lực tiến lên. Nói là làm, làm là làm tốt. Bất cứ ai cũng nên có chữ tín, vì đó là uy tín cá nhân, danh dự và thái độ đáng quý. Người có tín thì trăm người trọng, người bất tín thì vạn người khinh. Tin ở người, trên đời có người xấu, người tốt. Nhưng nhìn sâu vào bản chất, nhân chia sơ, tính bản thiện, không ai sinh ra đã nảy nòi cái ác. Tin người không phải là mù quáng, mà là cho tất cả mọi người một cơ hội. Cơ hội được giải bày, cơ hội được sửa sai, cơ hội để lương thiện. Tin vào trời, hay nói đúng hơn là tin vào quy luật tự nhiên, tin vào nhân quả. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Sống làm người không chán nản, không bất lực, vì lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Nhân quả không phải là không có, chỉ chưa đến mà thôi. Chữ tín chính là cầu nối để liên kết giữa người với người, cũng là nền tảng để chúng ta sống với nhau trong một cộng đồng, hình thành sự hòa thuận và chân thành. Có tin tưởng thì mới hình thành nghĩa tình. Có nghĩa, có tình thì các mối quan hệ mới trở nên dài lâu và bền chặt. Con người biết đặt trọn niềm tin vào nhau thì mới có thể đoàn kết, gắn bó cùng nhau, chung sức tạo nên những sức mạnh to lớn cho cả đời sống và ảnh hưởng trong công việc. Thứ tư, giới. Giới là giới hạn. Con người bản thân luôn phải có giới hạn để không làm việc xấu xa, đồi bại, không rơi vào hố sâu tội lỗi. Quốc gia định ra pháp luật là giới hạn về mặt hành vi. Con người định ra đạo đức là giới hạn về mặt nhân phẩm. Người không biết giới rơi vào u mê. Người biết giới đến bờ vực tự biết cách quay đầu. Khi cạnh tranh với người khác cũng vậy, phải biết thế nào là đủ. Nếu như cứ đuổi mãi không dừng đưa đối phương vào đường cùng, thì có thể khiến cho họ rơi vào chỗ chết mà tái sinh, bật lên khả năng kháng cự mạnh mẽ. Một khi sức mạnh như vậy được sinh ra, e rằng rất khó để trở thành đối thủ của họ. Đến lúc đó, tất cả những thành quả mà bạn đạt được sẽ đều đổ sông đổ bể. Cuộc sống con người tuy có ham muốn nhưng quý ở chỗ là biết dừng. Ý nói là biết dừng đúng lúc. Chiếc quan tài là một hình ảnh đầy biểu tượng. Ở một nghĩa nào đó, nó nói lên rằng người ta cuối cùng cũng về với cát bụi, cũng phải bỏ đi tất cả. Thứ duy nhất mang được xuống dưới huyệt mộ chỉ là chiếc quan tài gỗ mà thôi. Vậy thì hà cớ gì mà không biết dừng đúng lúc, không biết đạo lý, tri túc
công thành thân thoái. Công phu của kiếp nhân sinh có lẽ là ở một chữ giảm, chứ không phải là tan, là cho đi càng nhiều, chứ không phải là đắc được phần hơn. Giảm thiểu đi ham muốn dục vọng, giảm thiểu đi chấp trước hư tâm, để có được tâm hồn thiện lương, chân thành, nhẫn nại hơn. Đó mới là ý nghĩa chân thực của sinh mệnh con người. Chữ thứ năm, thí. Thí là tâm biết buông xả các phiền muộn, khổ đau, biết bố thí, cúng dường, hiếu kính cha mẹ, ông bà và biết ơn những người từng dạy dỗ mình, chia sẻ với người ốm đau, khổ nạn. Cho đi là để nhận lại, không phải mong hồng báo đáp, mà nhận lại niềm vui, sự thanh thản và tinh thần nhân ái. Người với người sống để yêu nhau, thương nhau. Bất cứ sự thí nào mà ta đã làm trong đời đều sẽ là nhân lành ta gieo, chắc chắn vươn lên cây lành, gặt hái được quả lành, tạo thành thiện căn muôn đời. Người biết gieo trồng phước đức thì sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong hiện tại và mai sau. Kẻ chỉ biết cho riêng mình thì sẽ trở thành người ích kỷ, làm tổn hại nhiều người. Ở đời, thường được cái này thì phải mất cái kia. Muốn nhận thật nhiều thì phải cho đi thật nhiều. Muốn được thành công và hạnh phúc lâu bền thì ta phải trả giá bằng sự nỗ lực và cố gắng trong kiên trì bền bỉ. Ta cho đi cũng như ta gửi tiền vào ngân hàng vậy. Ngân hàng ở đây là ngân hàng nhân quả, rất an toàn, bảo đảm để dùng một ngày nào đó, khi hữu sự cần đến, sẽ chiêu cảm đầy đủ những điều kiện thuận lợi, thành tựu mọi việc. Ngay hiện tại, chúng ta hãy thường xuyên gieo trồng công đức để tương lai có được những trái hoa tốt đẹp nhất. Chữ thứ sáu, huệ. Gia tài trời cho có huệ là trí tuệ có được từ tu tập thấu triệt lẽ đời. Trí huệ xuất hiện khi con người đã thấu hiểu đạo lý, thực sự biết cái gì nên nắm giữ, cái gì nên buông bỏ, tránh xa ham muốn, loại bỏ tính đố kỵ, ganh ghét, giận hờn, tham sân si, vô lo và chỉ sống vì lợi ích của bản thân. Khi một người trầm tĩnh, loại bỏ đi những tạp niệm, đi vào trạng thái thanh tịnh, sẽ có một loại cảm giác kỳ diệu tràn đầy trong tư tưởng và thân thể họ. Đây phải là lúc nội tâm thực sự tĩnh lặng thì mới có được loại cảm giác ấy. Tĩnh tâm mới có thể sản sinh trí tuệ. Suy nghĩ của một người ở vào thời khắc tĩnh lặng nhất chính là sự kết tinh của trí tuệ và tâm linh người ấy sau khi thăng hoa. Những phiền não của đời người suy cho cùng cũng là đến từ dục vọng. Sự tham lam bị đủ mọi loại hấp dẫn làm mê hoặc. Hầu như người trẻ tuổi thường bị ảnh hưởng bởi bạo lực, áp lực khiến trong lòng luôn bất an. Thậm chí có người còn cho rằng nói mấy lời tranh cãi, dùng mấy đường võ thuật thì đã có thể tự xưng mình là nam tử hảo hán. Nhưng bậc trí huệ đều cho rằng gặp chuyện mà rút gươm thì đây là cái dũng của kẻ thất phu, không phải là đại dũng. Từ xưa đến nay, các bậc thánh hiền đều là những người đại khí, càng là gặp chuyện kinh thiên động địa thì càng có thể tĩnh tâm như nước, bình tĩnh mà ứng phó mới giải quyết được mọi việc. Trong thế giới hỗn loạn, tâm linh thanh tĩnh giống như là núi cao, bất động, sừng sững, mà bình thản, tâm linh ngạo mạn, chỉ giống như cỏ dại trong nước,
nước chảy bèo trôi. Người nào có tâm tĩnh thẩm định thì cho dù thân thế ở hoàn cảnh hỗn loạn thì tâm linh của họ cũng đã ở cảnh giới cao rồi. Chữ thứ bảy, văn. Văn là học rộng, mở mang để trau dồi kiến thức cho bản thân, lập nghiệp, đạt thành tựu. Bất kể là ai, đều có khả năng tiếp nhận tri thức. Quan trọng là ai học nhiều, ai học ít, ai có chí tiến lên, ai chỉ mong cầu bình an ở phía sau. Chính điều này sẽ phân biệt bậc trí giả và kẻ bình dân. Người có học vấn kinh bang tế thế, còn kẻ chỉ cả đời quanh quẩn xó nhà, thiếu tầm hiểu biết. Người thiếu học thường ít thành công trên đường đời, vì không đủ khả năng để gánh vác công việc, cần có tri thức. Cho nên, học phải đi đôi với hành. Học là quá trình nghiên cứu tìm tòi, hành là đem áp dụng vào cuộc sống thực tế để phục vụ tốt cho nhiều người. Quý vị thân mến, vào những thời khắc con người đứng trước sự lung lay dao động giữa cái thiện và cái ác, nhân phẩm chính là sự dựa dẫm cuối cùng của tâm linh. Sống trên đời, tiền quý nhưng phẩm chất tốt còn quý hơn tiền. Tiền không thể mang lại phẩm chất tốt, nhưng những phẩm chất tốt sẽ giúp bạn rèn luyện bản lĩnh, không chỉ kiếm được tiền mà còn tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, nhận được đầy đủ giá trị của cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.